Các anh, các chị người nước,
trái này là cái lấn cấn của các gia đình. Khi chúng ta quen với người nương, muốn làm xuất gia với người nương, muốn cưới người nương về trong gia đình của mình, phải gả con cho người nương, chúng ta muốn họ thay đổi, chúng ta muốn họ thay đổi. Và người nương người ta phân tình, người ta nói xong mấy ông mấy bà cứ bắt tụ tương thay đổi mấy ông mấy bà, còn con cắn mấy ông mấy bà chả bao giờ bỏ đạo một phép của tụi tôi hết. Thì tôi có nói với mấy anh chị tâm tầm như thế này, tôi nói mấy anh chị ơi, mấy anh chị có biết tụi tôi là ai không? Mấy anh chị có biết tụi tôi là ai? Tụi tôi là con trời, tụi tôi là con của Thiên Chúa, con của ông chủ tịch thì lại ngon rồi, con của ông tổng thống là ngon rồi, con của ông vua là ngon cả, nhưng mà tụi tôi là con trời ấy mẹ. Do đó tụi tôi muốn về, tụi tôi muốn dâu của chúng tôi cũng trở thành con trời như chúng tôi. Do đó chúng tôi mới mời quý vị đến lại, mới mời con cái của quý vị đến lại. Bây giờ tụi tôi là con trời, mà bây giờ bắt tụi tôi trở thành con phường hay là con bối, chắc tụi tôi chịu được. Con trời luôn làm chứ. Đó, thưa anh chị em, đây là cái sáng kiến của người Kitô hữu chúng ta, một cái niềm vui vì được làm con Chúa, một cái niềm vui vì có Chúa ở cùng chúng ta. Mong sao cho các anh chị em tín đồ của chúng ta đã cảm nhận được cái điều này, và khi họ cảm nhận được cái niềm vui có Chúa ở với họ, họ không có sợ gì hết, họ yên tâm, họ thanh thản, họ bình an trong cái cuộc sống của họ. Thưa các chị em, anh chị em có cái kinh nghiệm ở trong nhà của mình có đứa cháu nhỏ em bé 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng, em bé 1 tuổi, hơn 1 tuổi. Khi mà em bé ngủ ở trên vai của ba nó hay của mẹ nó, em bé ngủ ngon lành, chó sủa cũng sợ, cướp biển cũng sợ, sắp chết nó cũng không sợ, bởi vì nó đang ở với ba của nó đang ngủ với mẹ của nó yên tâm lắm, nó bình an mà nó ngủ trong vòng tay của ba, trong vòng tay của mẹ. Chúng ta đây có Chúa ở cùng chúng ta luôn. Mặc dù gia đình mình đang khổ, mặc dù gia đình mình mang nợ, mặc dù gia đình mình có người bị thương tật, mặc dù gia đình mình có chuyện nọ chuyện khác, và thậm chí cái chết đi nữa cũng không làm chúng ta đau đớn, bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. Thế cái niềm vui của ngày hôm nay là cái niềm vui đó. Tôi xin được sang ý tưởng thứ hai, đó là cái ông Gioan, nhân vật Gioan mà chúng ta gặp ở trong cái bản tin mừng hôm nay. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến để ông làm chứng cho ánh sáng. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông làm chứng cho ánh sáng. Gioan là chứng nhân của Chúa Giêsu, Gioan là cái người chỉ cho người khác thấy Chúa Giêsu. Gioan đóng cái vai trò chứng nhân, đóng cái vai trò người làm chứng. Thưa anh chị em, ở góc độ nào đó, qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng là những chứng nhân của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng là những chứng nhân của ánh sáng. Anh chị em ý thức điều đó. Hôm nay đây, mình nhìn ngắm Gioan, mình nhớ cái vai trò của mình, vai trò bí tích rửa tội mang lại, vai trò bí tích thêm sức thôi thúc chúng ta. Vai trò của một người làm chứng,
vai trò của một người dòng từ vai trò của một người giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng cho toàn đời. Hôm nay chúng ta nhìn Gioan, chúng ta nhớ đến vai trò của mỗi người của chính chúng ta. Chúng ta làm chứng, chúng ta làm chứng để chúng ta thấy rồi. Hôm nay chúng ta làm chứng lại cho người khác. Chúng ta làm chứng để chúng ta đã chứng kiến rồi, chúng ta đã đụng chạm rồi, chúng ta đã sờ mó được rồi. Hôm nay chúng ta làm chứng. Thưa anh chị em, chúng ta làm chứng cho người khác về Chúa Kitô. Trước hết, cái người làm chứng đó là cái người thấy. Cái người làm chứng là cái người tận mắt, phải cận kề, phải đụng chạm, phải sờ mó vào cái vật mà mình làm chứng, vào cái chuyện mà mình làm chứng. Chúng ta đây là chứng nhân. Chúng ta có biết nhiều về Chúa Giêsu không anh chị em? Chúng ta đã đụng chạm được với Chúa Giêsu chưa? Chúng ta đã chứng kiến được Chúa Giêsu chưa? Chúng ta đã gần gũi cận kề với Chúa Giêsu chưa? Để mà chúng ta đi kể cho người khác chứ? Để mà chúng ta đi làm chứng cho người khác chứ? Chúng ta cứ cả mờ cả mờ mà làm sao ra làm chứng được? Chúng ta cứ cả mà làm sao đi làm chứng được? Chúng ta phải rõ, chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải thấu hiểu về Thiên Chúa, về Thiên Chúa. Anh chị em hiểu không? Anh chị em hiểu gì không? Anh chị em biết rõ về Chúa biết rõ khi chúng ta cầu nguyện, biết rõ khi chúng ta tha thứ phục vụ, biết rõ khi chúng ta nghe lời Chúa, biết rõ khi chúng ta tìm hiểu giáo lý. Lời Chúa qua cái hình ảnh của Gioan Bautista chất vấn chúng ta. Tôi đây là người làm chứng cho Chúa mà tôi biết ít quá, tôi biết sơ sơ à, tôi biết không có nhiều, làm sao tôi làm chứng được đây? Trong khi đó biết cái nhiều tội, biết cái thêm sức thôi thúc chúng ta, thôi thúc chúng ta phải đi làm chứng, phải đi nhất. Rồi, bắt đầu từ hôm nay, tôi phải tìm nữa. Tôi phải nghiên cứu, tôi phải học hỏi, tôi phải lui tới thôi. Để tôi biết Chúa Giêsu, để tôi gặp Chúa Giêsu, để tôi cận kề Chúa Giêsu. Rồi tôi mới đi làm chứng cho Ngài, tôi mới đi giới thiệu Ngài cho người khác. Anh chị em nghe. Tâm tình thứ hai, tâm tình thứ hai là tâm tình tôi gọi đến với anh chị em khi chúng ta chăm lắm, khi chúng ta suy nghĩ về ngôn sứ Gioan Bautista. Và một cái tâm tình thứ ba, một cái suy nghĩ thứ ba mà tôi gọi đến với anh chị em, đó là cái câu mà người ta hỏi Gioan: ông là ai? Ông là ai? Ông trả lời gì cho chúng tôi để chúng tôi biết đấy? Tôi thấy ông hay lắm, tôi thấy ông thích lắm, tôi thấy ông tuyệt vời lắm, mà ông là ai mà trả lời? Tôi chỉ là một chỗ này thôi. Tự nhiên hôm qua rồi tôi suy nghĩ cái câu hỏi này, tôi đơn giản giật mình lại chị em. Nếu có ai hỏi tôi với ông lên đây ông là ai, tôi sẽ trả lời: tôi là một linh mục giỏi, tôi là tu sĩ của dòng Tăng Nhân. Ông là linh mục hả? Ông là linh mục mà ông sống vậy hả? Ông là linh mục mà ông ai nói vậy hả? Ông là linh mục mà ông chân sân như vậy hả? Và có thể cái câu hỏi này hôm nay người ta sẽ hỏi anh chị em: ông ơi, ông là ai vậy? Tôi là giám đốc công giáo ở giáo xứ Kẻ Sạch. Tôi chỉ là ai? Tôi là nữ tu của dòng Mến Thánh Gia Giáo Phận Xuân Lộc. Thứ ba đá là ai vậy? Tôi là giáo dân ở giáo xứ Kẻ Sạch. Thứ ba đang bán hàng, tôi đang làm tài xế, tôi đang làm giáo viên, tôi đang làm công nhân viên chức, tôi đang làm việc trong bệnh viện. Chào mừng ơn cái thật sự của ta, em chẳng thấy ta có cái gì mà người công giáo đấy. Các
sống của chị tôi chẳng thấy gì mà một người tôi hết, các sống của ông tôi chẳng thấy gì hết. Nhưng mà làm sao tôi trả lời cho những người mà sao tôi đến đây? Thưa anh chị em, cái câu nói như vậy này, làm sao mình trả lời cho cái tôi được đây? Làm sao mình trả lời cho nó mạnh mẽ được đây? Khi người ta hỏi bà ơi bà là ai vậy? Ông ơi ông là ai rồi? Ông trả lời cho chúng tôi. Thưa anh chị em, nếu cái câu hỏi này có ai đó hỏi mình thì mong làm sao chúng ta trả lời một cách mạnh mẽ, trả lời một cách sắc quan, trả lời một cách mạnh mẽ tự tin. Tôi là người giáo dân công giáo. Oh, dạ đúng rồi, về chi em thấy em đi đi, em thấy em đúng đâu á, là nó tất cả. Hơi kỳ kỳ, hơi lạ lạ, chết là thật, là ngại cho mình rồi. Thưa các anh chị em, với ba cái tâm tình lấy từ sự kiện lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ ba của vào hôm nay, tôi xin mời đến với anh chị em ba suy nghĩ đó để chúng ta ghi nhớ, để chúng ta suy tìm và để chúng ta rút ra hành động sống trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta đều đứng lên, đều áp dụng lời Chúa và đều sống lời Chúa trong cuộc sống của mình. Amen. Mời anh chị em đứng chúng ta cùng suy nghĩ về điều này.